Hello mọi người, kẹt xe quá cho nên là chiều nay thì Dũng phải về sớm để mà tối Dũng họp tới 9 giờ cho nên là Dũng bị dính kẹt xe. Thì nhân tiện trời còn sáng thì thôi quay luôn cái clip cho kẹt xe thì biết làm gì. Đó, thì để Dũng coi có thể có câu hỏi gì đây. Hôm nay là thứ năm đó các bạn. Thì cái bạn có bạn là hàng trần 4863 thì bạn có hỏi là em tò mò về cái project crawler khi mà dùng nhiều máy làm client thì crawl cơ chế phân chia như thế nào, lưu trữ và gộp data như thế nào. Thì thực ra nó cũng dễ thôi bạn ơi, tại vì data thì nó có nó có coi như là mình sẽ có các cái project, mỗi project thì nó sẽ là một cái site, có thể là một cái site, có thể là mình là một cái category trong một cái site. Thì khi mà mình chia ra để mà mình chạy á, thì nó sẽ tuân thủ theo cái cơ chế là do một cái project là một cái site website, cho nên là các cái link á, thì link nào mà nó đã lấy thành công rồi và cái thời gian lấy là cách một cái khoảng cách nhất định nào đó, ví dụ giống như là sau một tháng thì mình mới quy định là nó lấy lại chẳng hạn, thì nó sẽ không có lấy nữa, nó chỉ lấy những cái link nào mà nó chưa ấy thôi. Thì lấy ví dụ giống như là trên trang TripAdvisor chẳng hạn, thì nó có nhiều cái category. Thì mỗi cái máy mà agent á, thì mình cho chạy một cái category khác nhau. Mà nếu mà các bạn cho chạy chung category cũng được, thì nó chỉ quét lại các cái link. Và nếu như mà link đó mà nằm trong cái mục mà link đã được visit và đã được lấy thông tin trong vòng một tháng thì nó sẽ không có lấy nữa, và nó sẽ coi như là đã lấy rồi. Vậy thôi, chỉ đơn giản là như vậy. Nên là không có bất kỳ một cái khó khăn nào trong cái chuyện là dữ liệu cần phải gộp lại, vì làm gì có chuyện phải gộp lại. Có hai bước để lo đúng không? Bước thứ nhất là các cái thông tin của các cái link thì đã có database chung rồi. Còn bước thứ hai là data lấy về. Data lấy về thì mình tùy mình vị trí mình muốn lưu thôi. Thì thông thường thì thực ra cái data lấy về họ chỉ muốn lấy một số cái thông tin nhất định thôi. Ví dụ giống như là địa điểm long và lát, tức là cái vị trí của cái quán, cái nhà hàng đó hay là sao. Rồi sorry nha, mình phải quan sát một chút chứ mấy chiếc xe này nó chạy sát quá. Chạy sát quá thì nó nguy hiểm cho xe của mình. Thì long với lát, rồi tên của nhà hàng, rồi gì đó giờ mở cửa vân vân, thì xung quanh cái thông tin đó thôi thì cũng lưu thẳng vô trong database rồi. Một số cái thứ giống như là hình ảnh của cái nhà hàng này kia thì mình có cơ chế mình lưu, và mình lưu về máy local, sau đó thì mình đẩy lên cái file server chung đó. Nên là không có gì khó ha. Thì cái đó chắc là Dũng cũng không cần phải trả lời thêm. Có một cái câu hỏi nữa của từ bạn Nguyễn cái gì Thế Khôi. Thì bạn có hỏi câu như thế này: nếu quay trở lại năm 20 tuổi thì anh ước có thể biết trước được điều gì? Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là nếu mà phải học lại từ đầu về lập trình thì anh sẽ học lại như thế nào? Wow, một câu rất là hay. Tại vì mà thực chất mà nói thì được học lập trình và được học ở trường đại học thì nó khác với các bạn mà tự học lắm. Cho nên mà nếu mà hỏi câu mà được quay lại học từ đầu thì cũng không phải đơn giản đâu.
Tại vì mình thấy học đại học cái gì cũng quan trọng. Thôi thì câu đó trả lời sau ha. Nhưng mà cái câu đầu tiên mà năm 20 tuổi mình muốn biết trước cái gì, thì thực ra thì mình, nếu mà mình nói thật mà cái thứ mà mình muốn biết thì thực chất là mình muốn biết được một cái sự thật thôi. Đó là sự thật rằng là cái người thông minh với là gì đó nhanh nhẹn có trí thông minh này kia không, chưa chắc là đã là người thành công đâu. Thành công nó không phải quyết định ở yếu tố là bạn là thông minh hoặc là bạn bạn trông có vẻ giỏi hơn người khác, bạn học giỏi hơn người khác, mà và phải biết rằng là trên đời này thì bạn rất là một, chỉ là một cái người rất là nhỏ bé thôi. Thực sự mà nói thì ở cái độ tuổi 20 Dũng cũng có phần nào tự mãn, tự xem mình rất rất, rất là giỏi đó, cũng so sánh với người khác các kiểu. Nhưng mà càng lớn thì Dũng càng phát hiện ra rằng là mình rất là nhỏ bé, mà mình những cái hiểu biết của mình thì nó cũng hữu hạn thôi, nó không có phải là cái gì đó ghê gớm, và những gì mình làm được thì nó thực sự nó cũng không thấm là bao nhiêu so với những cái contribution của những cái người khác mang lại. Và khi mà mình biết bớt tự mãn đi, mình biết khiêm tốn hơn, mình chịu khó học hỏi hơn, mình lắng nghe hơn, thì mình sẽ thành công hơn. Đó. Thì đó là một cái điều ước. Ước là biết rằng là tôi chẳng là gì cả. Những cái người mà trẻ mà thành công rất là sớm, thành công ở đây có nghĩa rằng là có thể có được giải thưởng này, giải thưởng kia, hoặc là có được cái vị trí này, vị trí kia, hoặc là học quá giỏi chẳng hạn, thì thông thường đường đời của họ cũng không có dễ dàng. Tại vì họ làm quen với những lời tung hô nó quá sớm. Và có thể rằng là cuộc đời của họ nó sẽ có nhiều trúc trắc trở về sau. Tại vì khi mà bạn gặp thất bại rồi, bạn không dễ để giải quyết nó. Còn khi mà những người mà còn trẻ mà người ta trúc trắc nhiều thì người ta vượt qua được, thì người ta sẽ luyện tập được cho họ một cái tính gọi là một cái tính cách và tính chất, đó là resilient, và họ nhẫn nại, họ vượt qua tất cả mọi thứ. Kiêu ngạo là một cái điểm yếu chết người của những người giỏi. Những người mà tưởng là họ giỏi. Thì đó là một điểm yếu cực kỳ chết người. Và mình ước rằng mình không có cái tính cách đó trong một cái quá trình dài. Tại vì mọi thứ nó dễ quá với mình quá, mình học rất dễ. Mình học toán cũng dễ, người ta rất là vất vả để học, còn mình thì hầu như không học nhưng mà lúc nào cũng được điểm cao. Rồi tiếng Anh cũng vậy. Thì cuộc đời nó nên nó trúc trắc lúc đầu và nó bớt trúc trắc lúc sau, thì nó sẽ sướng hơn là bạn rất suôn sẻ lúc đầu với bạn khó khăn vào lúc sau. Đó. Thì mình cũng chỉ mong là coi như là mình biết trước được rằng là không phải mọi thứ nó sẽ dễ dàng và suôn sẻ đối với mình, và mình chỉ là một cái người có kiến thức, có khả năng, nó cũng chỉ nhỏ bé thôi và không phải là có gì ghê gớm lắm. Nếu mà biết được điều đó trước thì tuyệt vời đó. Chứ cũng chả có mong ước là biết trước cái gì ghê gớm hơn, thấy không? Mình không có hối hận về những gì mình đã làm, hoặc là không có hối hận về những cái sự chọn lựa của mình. Nhưng mà mình chỉ thấy là nếu mà mình không có tự mãn, không có kiêu ngạo, thì có thể mình đã làm được nhiều điều hơn. Đó. Và có thể mang lại được nhiều thứ hơn cho mọi người và cho xã hội. Đó. Ok.
Còn cái câu hỏi thứ hai là nếu mà được học từ đầu về lập trình thì anh sẽ học lại như thế nào, thì câu này là một câu hỏi nhưng mà cũng là lời khuyên. Thực ra cái lời khuyên là em chưa biết gì về lập trình thì gì đó em phải nên học như thế nào đó. Thì bây giờ mình sẽ nói lại về cái chương trình thời đại học ha, và nó bổ ích như thế nào. Thực chất thì mình biết lập trình khá là sớm, nhưng mà là thời điểm đó thì mình không có mê lập trình lắm đâu. Mình bắt đầu biết học, được đi học lập trình từ hồi lúc học lớp 6. Lớp 6 là lúc đó, lớp 5 chứ hả? Lớp 5, lúc đó là mình bao nhiêu tuổi ta? Lớp 5, lớp 6 gì đó, lớp 6. Lớp 6 là... tầm có khoảng 10, 11, 12 tuổi. Tức là năm 95 hả? À, đúng rồi. Mình được học lập trình từ năm 95. Ba mình cho mình đi học. Học Pascal. Thầy Tài dạy. Thầy Tài thì là giảng viên của trường Đại học Khoa học. Thì thầy dạy mấy cái lớp học thêm về lập trình. Mình rất nhỏ và mình cũng chỉ, lúc đó cũng chỉ học. Và cũng không biết là trong tương lai mình sẽ học cái ngành công nghệ thông tin nữa. Cho nên mình chỉ học cho vui thôi. Và thực ra thì phải có một cái ông bố tầm nhìn nó khác thường lắm thì mới cho con đi học lập trình thôi. Chứ còn không ai cho con đi học lập trình vô cái độ tuổi đó cả đó. Nhưng mà mình không có đam mê lập trình nhiều, cho nên là mình cũng không có quan tâm lắm. Phải đến đến lớp cấp 3 thì cũng có được học lại một chút lập trình. Thì mình cũng được điểm cao thôi, chứ còn mình cũng không có quan tâm nhiều tới cái chuyện lập trình. Nhưng mà đến khi học đại học thì xem ra thì cái việc mà có biết trước một chút ít như vậy nó cũng rất là hay ho. Nó giúp cho mình có một cái đà khá là tốt. Và mình học qua những cái ngôn ngữ lập trình khác ngoài chữ Pascal chẳng hạn thì nó cũng tốt. Thuật toán này kia. Đó. Nên là nếu mà trong trường hợp mà được học lại lập trình thì mình sẽ mong chờ là mình sẽ được học hai cái ngôn ngữ đầu tiên mà mình nghĩ là mình có thể được học. Thì mình nghĩ rằng là có thể là mình học Go hoặc là Python trước, sau đó thì mình sẽ học C sharp. Tức là thực chất thì nó cũng không có khác ngày xưa bao nhiêu, tại vì ngày xưa thì mình bắt đầu trước với Pascal, sau đó thì mình qua C cộng cộng, rồi mình tự học VB, mình tự học assembly, rồi tới năm tư thì mình mới học C sharp. Và mình rất là thích C sharp, thì mình nghĩ rằng là cái sở thích đó của mình thì chắc là cũng không thay đổi. C sharp là một cái ngôn ngữ rất là hay, thì chắc là mình cũng sẽ học lại, nhưng mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian mà học rất nhiều thứ như vậy, thì mình sẽ prefer là học Go, Python và C sharp. Đó là ba ngôn ngữ mà chính mà mình sẽ học. Mình sẽ dùng Go để mình học các cái thuật toán căn bản. Thì cho dù là bạn học cái gì đi nữa thì những cái thuật toán căn bản, những cái học về thuật toán tìm kiếm trên mảng, sắp xếp mảng, cây nhị phân, rồi tìm kiếm trên cây nhị phân, rồi các cái giải thuật này kia thì nên học. Cho nên là mình vẫn sẽ chọn được học lại cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đó. Nó cực kỳ quan trọng cho những cái bạn mà lập trình. Và tốt nhất là khi mà đang học Go hoặc là học Python thì đừng có biết gì về lập trình application hết á. Tại vì nó làm cho mình mất cái tập trung. Làm bài tập về thuật toán này kia thì đừng có nên biết là làm web hay là gì, phải không?
Tốt nhất là trong 5 tháng đầu tiên, 3 tháng đầu tiên đừng biết gì về web, đừng biết gì về desktop application development, chỉ biết về ngôn ngữ lập trình và học cách giải thuật thôi. Xử lý chuỗi rồi mãn này kia thôi. Đó. Như vậy thôi, không có cần biết nhiều hơn. À, vẫn học lại database design về gì đó relational database ấy. Mình vẫn thấy kiến thức về relational database với lại SQL này kia nó cực kỳ quan trọng. Vẫn học cái đó. Vẫn học về lý thuyết đồ họa. Có thể là mình không có dùng cho lập trình ứng dụng nhưng mà nó vẫn có nơi để cho mình phát huy. Tại vì khi mà các bạn học lý thuyết đồ họa thì bạn cũng biết được về cách để mà các bạn tạo ra các cái phép biến đổi trên ảnh. Sau này khi cần thì bạn có thể lập trình một chút về xử lý ảnh vẫn được. Cho nên là mình thấy cái đó vẫn học. Trí tuệ nhân tạo thì chắc là không cần. Tại vì mình không có hướng làm data scientist hoặc là làm về AI, ML, machine learning. Cho mình ứng dụng thì mình ứng dụng thôi, chứ còn đi theo hướng đó thì mình không đi. Đó. Cho nên là cho mình học thì mình cũng không học. Sau khi mà học mấy cái thứ đó rồi thì Dũng sẽ học C Sharp và Dũng sẽ bắt đầu viết code trên đó. Viết ứng dụng trên đó, làm ứng dụng và học thêm về JavaScript và Node. Viết web với Node và viết web với .NET nó hoàn toàn khác nhau và nó là hai trường phái khác nhau. Thì sử dụng Node.js để viết web thì theo trường phái nó hơi miệng liền một chút. Và nó theo kiểu hơi option một chút, tức là mình tự chọn những cái mà mình nghĩ là mình cần rồi mình áp dụng vô. Viết theo .NET thì nó theo cái hướng là học từ những người giỏi nhất. Tại vì các cái công ty, Microsoft là một cái công ty phần mềm lớn hàng đầu của thế giới và họ sẽ áp dụng những cái tiêu chuẩn rất là dữ vô cái quá trình làm phần mềm. Và khi mà chúng ta học cái viết cái phần mềm bằng ASP.NET hoặc là .NET Core thì trên thực chất là chúng ta học lại tất cả các cái best practice mà từ Microsoft trong quá trình làm phần mềm của họ, họ lưu trữ lại, họ ghi lại. Nên mắc gì mà không học từ họ, đúng không? Golang thì mình thích, nhưng mà thực chất mà nói rằng là Golang mà nếu mà muốn mà viết phần mềm, viết web ở trên đó thì cái thời gian đầu tư cho của bạn để mà xây dựng một cái framework nó rất là mất thời gian. Mặc dù nó có sẵn một số cái framework, nhưng mà trên thực tế thì để mà bạn cover được hết tất cả các cái khía cạnh của lập trình, ví dụ lập trình web chẳng hạn, thì cực kỳ tốn thời gian. Nên mình không có mình có thử làm nhưng mà mình cũng không có prefer lắm. Đó. Python thì mình sẽ prefer dùng nó để làm automation solution nhiều hơn. Tức là có những thứ mà mình cần automate nó thì mình sẽ dùng Python. Tại vì nó gọn. Nhưng mà những thứ mà automate mà cần dùng nhiều nhân thì chắc là mình sẽ dùng .NET hoặc là dùng Go. Tại vì Go là một cái ngôn ngữ lập trình parallel khá là tốt. Còn nếu mà có cơ hội học chơi thì mình sẽ không có học Scala giống như trước đây, mà mình sẽ học Rust. Đó. Mobile có phải là loại ứng dụng mà mình muốn làm không? Thì thực chất mình không có muốn làm ứng dụng trên nền mobile, tại vì ứng dụng trên nền mobile là ứng dụng dành cho cá nhân nhiều hơn là dành cho các cái enterprise. Đó. Nên là mình sẽ vẫn tiếp tục cái đích đến là viết ứng dụng cho enterprise hoặc là viết ứng dụng trên nền web nhiều hơn là viết ứng dụng cho cá nhân với lại là cái phương tiện
input là touch. Khi mà bạn dùng tay và touch thì cái giao diện của bạn nó cũng hạn chế lắm. Các bạn thấy rằng là cái cho tới hiện tại thì con chuột và bàn phím nó vẫn không có mất đi. Và Apple đã làm một cái chuyện mà khá là khá là trải đời, đó là sau khi thiết kế ra cái iPad thì họ làm thêm cái iPad Pro, xong rồi họ bán thêm cái bàn phím, bán thêm cái bàn phím có touchpad và bán thêm con chuột, bán thêm cái bút đó. Thì các bạn thấy rằng là thực chất mà nói thì hai cái input device đó nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay, và thực chất thì không thể bỏ nó được nếu như mà muốn làm các cái công việc mà nó chuyên nghiệp. Đó. Nên là mình thì mình sẽ đi theo con đường như vậy, và mình vẫn tiếp tục học về kiến trúc phần mềm, học về clean code, học về cách viết unit test. Mình sẽ dành thêm thời gian để mà build được cái CI/CD pipeline cho cái web, các cái side project của mình. Và mình sẽ làm nhiều side project hơn. Thực chất thì lúc trẻ mình cũng làm nhiều các cái side project lắm, chứ không phải là không làm. Nhưng mà mình thì mình sẽ prefer là mình còn làm nhiều hơn nữa. Và mình sẽ duy trì một cái practice, đó là một ngày code ít nhất 1 tiếng trong suốt cái đời đi làm của mình. Thậm chí là không còn làm dev thì mình cũng sẽ duy trì cái gì đó, cái practice đó. Tại vì nó sẽ giúp cho mình giữ được cái phong độ, giữ được cái kỹ năng và cái tốc độ code. Chỉ cần ngày bạn chỉ cần quay lui code trong vòng 1 tiếng thôi thì cái phong độ của bạn nó sẽ còn hoài. Thực chất thì trong quá trình làm tầm khoảng 10 năm làm quản lý sau khi làm dev của mình, tại vì trước khi làm dev mình cũng làm quản lý nha, chứ không phải mình không làm quản lý, thì mình không có dành nhiều thời gian để code, và cái niềm vui mà làm ra ứng dụng cho mọi người xài ấy, thì mình lại không có enjoy nó nhiều, mà mình lại enjoy về cái câu chuyện là đi chụp hình để cho mọi người ngắm nhiều hơn. Thì nó cũng không có hay lắm. Nó làm cho mình mất đi cái kỹ năng có thể xây dựng được các cái phần mềm rất là nhanh đó. Và mình mất đi một khoảng thời gian quý báu để xây dựng và maintain các cái common asset của mình, các cái common library mà mình có thể dùng đi dùng lại trong cái quá trình mình làm software. Ai đi nữa thì cũng phải có một cái hành trang cho mình để mà mình làm nghề. Chứ các bạn không có những cái recipe, những cái công thức nấu sẵn, các bạn không có các cái library, hoặc là các bạn làm ảnh mà các bạn không có các cái preset, hoặc là các bạn làm phim mà các bạn không có các cái loot file á, thì thực sự mà nói rằng là nó sẽ rất là khó khăn. Tại vì khi các bạn có preset thì bạn chỉ cần edit lại một siêu là bạn có thể đã cover được rồi, đã có thể làm hình đẹp được rồi. Nhưng mà nếu mà bạn không có thì bạn phải mày mò, rồi nó rất là cực đó. Thì đó là cái mà mình nghĩ rằng là mình phải duy trì. Còn những cái kiến thức này kia về gì đó, architecture, về software design, về thì mình thấy là mình cứ làm giống như ngày xưa thôi, tức là mình cứ làm ngang đâu thì học thêm ngang đó, áp dụng vô, try out cách kiểu thì mình sẽ thích, mình sẽ rất là giỏi thôi. Và mình cũng hy vọng nếu mà trong trường hợp mà mình được học lại thì mình sẽ liên tục cập nhật, giống như cái thời mà mình bắt đầu đầu tư cho ASP.NET MVC thời xưa.
thì cái đó nó giúp cho mình có thể trở thành expert được. Tức là học, học nữa, học mãi, rồi xong rồi chia sẻ. Các bạn biết có một cái giai đoạn mà mình khá là ngán Microsoft và ngán .NET, đó là họ xây dựng lên ASP.NET Core nhưng mà họ không có cover những thứ tối cần thiết cho developer. Ví dụ giống như là các bạn dùng .NET Core nhưng mà các bạn không thể nào có một cái thư viện đồ họa để bạn resize cái hình. Nó rất nhỏ vậy thôi, nhưng mà .NET Core không có trong vòng mấy năm. Và lúc đó thì mình phải đi qua ngồi dùng PHP đó, hoặc là Java để mình làm chuyện đó, thì nó rất là buồn cười đó. Thì có lẽ là mình, cái đó mình đã sai trong cái cách tiếp cận, tại vì khi đó mình có thể mình tự viết một cái phần mềm resize hình được, tại sao mình lại không viết mà mình lại đi kiếm một cái ngôn ngữ nó đã mờ chua để mà mình có thể đỡ phải mất công làm chuyện. Thì cái tinh thần của một người creator nó vẫn chưa có đủ tốt ha. Còn nếu mà bây giờ mà mình chọn lại thì chắc là mình sẽ follow với cái ASP.NET Core, với .NET Core từ cái bước đầu tiên, và viết các cái library xung quanh nó và cứ tiếp tục tích lũy và tiến lên như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ có một cái sự tích lũy về bề dày, về chiều sâu để mà mình thực sự là expertise và đạt được cái level của anh em làm phần mềm trên toàn thế giới, đó là xây dựng ra các cái SDK, các cái common API, các cái SDK và các cái common library cho tất cả mọi người trên thế giới xài. Cái đó, cảm giác đó nó cũng tuyệt vời lắm, chứ không phải là chỉ mỗi có việc viết ứng dụng đó. Ok, chắc là chỉ tới đó thôi. Mình phải ghé qua cái chỗ này một xíu trước khi mình về nhà, cho nên là mình chắc là mình stop cái clip ngang đây. Ok, mai là thứ sáu, sáng mai còn quay thêm một clip nữa. Thì hết tuần, chúc mọi người một tuần cuối tuần vui vẻ ha. Trưa nay quên uống thuốc, bây giờ cái tai nó đau lại rồi. Bye bye mọi người.